chào mọi người. Sẵn hôm nay chúng ta sẽ đi trải nghiệm một cái dòng laptop sách tay Mỹ. Đây là dòng cao cấp đến từ hãng HP. HP Lightbook 850G7. Chiếc máy này được sản xuất năm 2020 và 2021. Cũng có nhiều người đặt câu hỏi là tại sao những cái dòng laptop HP Lightbook giá đắt như vậy. Trong khi đó chúng ta thấy những dòng HP được trưng bày ở các cửa hàng hay các trung tâm ở Việt Nam mình bán cũng 14-15 triệu à. Sao đắt dữ vậy? Thực ra thì với những dòng máy đó là những dòng ProBook. Thì trên bàn mình cũng có để một dòng ProBook nè mọi người. Thì chúng ta thấy là nhìn bên ngoài chúng ta thấy đã khác rồi. Thiết kế bằng vỏ nhựa. Trong khi đó thì đây là bằng vỏ kim loại và logo cũng được cải tiến rất là đẹp. Đây là dòng cao cấp, nếu mà chúng ta thấy HP Envy hay là HP Lightbook được cải tiến cái logo như thế này. Về cân nặng và độ dày thì chúng ta so hai cái máy chúng ta thấy là thiết kế có thể nói là độ sắc sảo của dòng Lightbook tinh tế và sắc sảo hơn. Trong đó thì với dòng ProBook chúng ta thấy là dày hơn nè. Thiết kế cũng không có đẹp bằng. Trước cái mặt này chúng ta thấy là có chữ Lightbook và ProBook nè. Mặc dù hai chiếc máy này có cùng kích thước màn hình là 15.6 inch, tuy nhiên chúng ta thấy trên lệch nhau cũng khá là nhiều. Cho mọi người xem lại xíu. Dĩ nhiên với những dòng máy này là những dòng cao cấp hướng đến nhiều cái phân khúc khách hàng. Tuy nhiên là cái giá nó cũng khác nhau rất là nhiều. Đó lý do với chiếc máy này chúng ta thấy là mới 100% có khi là giá tầm khoảng 14-15 triệu. Trong đó chiếc máy này tới 4-50 triệu. Mình bật mình khởi động cho mọi người xem. Đây là chiếc HP ProBook 650G7. Chúng ta thấy phiên bản này khá là dày. Bên trái đều có cái chữ ProBook này. Bên trái đây thì có chữ Lightbook. Thì nó cũng giống như là các sản phẩm khác. Nó thêm một số cái option vào thì cái đẩy cái giá thành lên. Ví dụ chúng ta thấy màn hình với cái tấm màn đây là tấm màn Full HD IPS và có hỗ trợ cảm ứng cũng khá là tiện. Thêm một cái nữa là được vân tay thì không cần phải nói rồi. Loa thì được trang bị loa Banalusen, cái hãng loa rất nổi tiếng. Bên trái có chữ Lightbook nè. Phím thì có đèn đầy đủ. Với những dòng nhập khẩu thì chúng ta thường để sẽ có cái chuột ở giữa. Đối với người châu Âu người ta xài cái dòng này rất là nhiều, cái tính năng chuột này. Về cấu hình thì được trang bị, mình đóng chiếc này lại nha mọi người, tại vì chủ yếu là cho mọi người phân biệt và so sánh giữa dòng ProBook và dòng Lightbook. Vì thực tế là chúng ta đi trải nghiệm chiếc HP Lightbook 850G7 này. Thiết kế rất là mỏng, khoảng 1kg 7kg 8 mọi người. Với những dòng nhập khẩu này thì đều có hỗ trợ gắn SIM. Tùy những dòng máy mình nhập về thì nó có cái cạc quan hay không. Với dòng máy này chúng ta thấy là có được trang bị cái cạc quan nè mọi người. Tuy nhiên là mình cũng nói lưu ý với mọi người là vì những dòng này có khi có và có khi không, nó là những cái option kèm theo. Cho nên là nhiều khi nếu mà khách hàng nào mà cần hỗ trợ SIM á, thì nên liên hệ trước. Tại vì mình may mắn mình nhập về chiếc máy này nó cũng vài con á. Tuy nhiên là cái chiếc máy này nó lại có hỗ trợ SIM nè, cellular rồi insert SIM nè. Bây giờ mình đi thực tế mình check cái bảo hành của chiếc máy này. Chiếc máy này mà mới 100% thì nó tầm khoảng 45 triệu nha mọi người. Được trang bị cái cấu hình rất là mạnh, Core 7 10610U với 4 nhân và 8 luồng xung nhịp của nó là 1.8, tuy nhiên là turbo boost opto nó lên tới 4.9, cache nó là 8M. Với mà khi mà chúng ta nhu cầu xài văn phòng mà cache 8M thì cũng khá là mạnh, đặc biệt là cái turbo boost á. Thêm một cái chi tiết là RAM tới 16GB, ổ cứng SSD 256, tùy chỉnh chúng ta có thể nâng cấp lên 512 hoặc là 1T. Mạng dạo này nó cũng hơi chậm nha mọi người. Do mạng chứ không phải do máy. Mình sẽ lấy cái số serial number. Năm CG nè mọi người. Tại cái này, những cái động tác này mình làm rất nhiều lần rồi. Cho nên là bạn nào mà cần mình hỗ trợ hoặc là cần
check những cái thông tin như thế này thì có thể để lại số điện thoại hoặc là gọi vào số hotline để mình hỗ trợ cho. Cái mạng văn phòng mình nó cũng hơi chậm. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy được cái thông tin của chiếc máy này được sản xuất hồi tháng 7 năm 2021, bảo hành đến năm 2024, 23 month remaining, còn bảo hành 23 tháng. Tuy nhiên là chiếc máy được bảo hành ở bên Mỹ nha mọi người. Cái này là một cái thông tin chúng ta lưu ý. Bây giờ thử chúng ta sẽ chạy giả lập với một cái phần mềm mà Cinebench. Thì cái phần mềm này mấy anh em mà bên đồ họa kỹ thuật hay sử dụng. Với chiếc máy này thì rất là phù hợp cho các anh chị nào mà làm bên văn phòng, kế toán hay là đồ họa 2D. Thậm chí chúng ta cũng có thể xài những cái phần mềm 3D ở cấp độ quản lý, nghĩa là chúng ta mở và edit ở cái nhu cầu bán chuyên thôi. Với chiếc máy này thì con chip đó là 2010, cho nên là nó vẫn xài các đồ họa tích hợp UHD graphic. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ xài được đồ họa 2D và video 2K rất là mượt. Mình khỏi cắm nguồn nha mọi người. Nếu mà chúng ta cắm nguồn, cắm cái cục adapter đó, thì chúng ta có thể nói là cái hiệu năng của nó sẽ tăng được khoảng 10, 15, thậm chí là 20%. Và mình cũng dặn lưu ý mọi người là nên cắm nguồn khi mà chúng ta xài những cái task vụ nặng thì nó mới chạy được hết công suất. Dĩ nhiên với những cái phần mềm đồ họa này, mình chỉ test ở cái mức tính tương đối, vì nó lại thuộc rất nhiều vào những phần mềm mà mình đang cài trên máy, hay là tình trạng máy như thế nào, có nóng hay không, ở trong cái nhiệt độ môi trường như thế nào, rất là nhiều cái yếu tố. Tuy nhiên là mình cũng phải test những cái này để cho mọi người tham khảo coi cái nhu cầu nó phù hợp hay không nữa. Với ngân sách giá hiện tại chỉ có hơn 18 triệu một xíu mà chúng ta sở hữu một chiếc máy cao cấp thì cũng xứng đáng. FPS nó đâu khoảng 44, nếu mà chúng ta cắm nguồn chúng ta chạy có thể FPS nó trên 50. Bây giờ mình sẽ test cái CPU với 4x8 luôn, thì ra là chúng ta xài đồ họa 2D 3D ở cái nhu cầu bán chuyên, xài cho kế toán hay là văn phòng thì khá là mượt. Đặc biệt là với những dòng máy nhập khẩu hay là còn dòng máy cao cấp thì nó rất là bền. Nếu mà các bạn nào mà cần trải nghiệm hay là cần tư vấn chuyên sâu, có thể gọi vào số hotline đi, mình sẽ hỗ trợ cho mọi người. Trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ cho mọi người xem thiết kế lại một xíu. Vân tay đầy đủ đó mọi người. Coi 7 V Pro. Đây là con chip khá là mạnh, được tích hợp theo cái chuẩn mới của Intel. Máy tràn viền mỏng rất là đẹp, cân nặng cũng khoảng 1,8 kg với một chiếc máy màn hình 15.6 inch, có bàn phím số, thích hợp cho ai mà xài bên văn phòng, kế toán, đồ họa. Do là cái video mình làm thì hướng đến phần trải nghiệm, không nói quá nhiều vào thiết kế, vì chỉ nêu những cái nổi bật. Còn các bạn nào mà cần thêm thông tin thì chúng ta có thể lên mạng chúng ta tìm hiểu, thì nó có rất là nhiều. Vì đây là những dòng máy nhập khẩu hay còn gọi là những dòng máy xách tay, cái giá thành mà lúc mà mới đưa ra thị trường thì rất là cao. Khoảng 2-3 năm trở lại đây thì được nhiều người, đặc biệt là những người mà hiểu về máy tính đó, rất là thích xài. Vì đây được coi là những cái dòng máy nội địa rất là bền bỉ, giá thành khi mà xách về cũng khá là rẻ, rẻ hơn so với mới có thể là nhiều khi 5, 10, thậm chí là mười mấy triệu, thì đáng để chúng ta cân nhắc để mình mua phục vụ cho cái nhu cầu của mình. Mình xem còn tiếng nữa thôi, cái chỉ số CB. Chỉ số CB thì với những dòng 4x8 luôn thì nó khoảng tầm 400, 300, 400, 500 ở đó. Đây là 306 thì chúng ta có thể nhân lên khoảng 15% khi mà chúng ta cắm điện. Mình khởi động cho mọi người xem.
RAM 16GB nha mọi người, cho nên là ai mà xài văn phòng mua chiếc máy này thì không cần phải nâng cấp gì nữa. Rất là ok. Khởi động lại cho mọi người xem, khá là nhanh. Và mình đi thấy, mình nhìn thấy thiết kế đẹp hơn cái chiếc ProBook 650G7 này rất là nhiều. Hai dòng máy này cũng cùng một đời, cùng năm sản xuất. Chúng ta đi ra Phong Vũ hay Điện Máy Xanh, chúng ta thấy những cái dòng máy này được bán rất là nhiều. Đây là những dòng máy hướng đến sinh viên, văn phòng giá rẻ. Còn đây là những dòng máy hướng đến doanh nhân, đây là hay còn được. Đây là những dòng laptop business. Mong là mọi người sẽ mua được một chiếc máy phù hợp. Mọi người nhớ ủng hộ kênh bằng cách là đăng ký và bấm vào nút chuông để khi mình làm những cái video mới sẽ được thông báo và trải nghiệm dễ dàng hơn. Cảm ơn và hẹn mọi người những video tiếp theo.